xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Thì hôm nay thì DVH lại có mặt ở cái khu công viên ở gần nhà này, bồn hoa rất là đẹp, nhưng mà tuy nhiên là bây giờ nó vào mùa đông rồi nên là cỏ cây hoa lá nó cũng không được xanh tươi như là mùa hè, đất nó khá là khô cằn. Quay trở lại chương trình của chúng ta thì trên tay DVH là cây Micro DB650 Pro, thì phát triển dựa trên cái nền tảng của cái 550 Pro ngày xưa ấy. 550 Pro có một thời gian dừng sản xuất ấy, thì bây giờ nhà hãng đã phát triển lên 650 thì rất là đẹp, nói chung là mặt mũi rất là đẹp. Mic thì mình vừa mới bóc hộp ra nhé. Đây, các cái vết ở đây là vết vân tay mình vừa mới sờ vào này. Sờ vào thì nó có vết, vừa bóc hộp ra nó rất là đẹp. Đầu thu rất là đẹp này, và tay mic thì nó có một cái màu, cái màu này thì nó không phải là sơn đâu, cái màu này là nó là cái màu anốt nhôm. Đây, cho quý vị lại gần cho quý vị xem. Cái màu này nó là màu anốt nhôm nhé. Nó ra được một cái màu kim loại, trông nó bóng, nó không bóng mà mờ, nó không mờ, nó cái màu này trông nó hay lắm vậy. Rất là hay này, củ mic thì có con ốc chặn ở đây không xoáy ra được này. Đây, tay mic mình sẽ xoáy ra cho quý vị xem này. Đó. Nhôm. Nói chung là toàn nhôm, là nhôm nó rất là đẹp. Đuôi chuột này. Ở trong cái đuôi này là nó có một cái anten quý vị ạ, không phải tự nhiên họ làm cái đuôi như này đâu. Một cái anten nó xoắn ở trong này. Đó, cái giải tần số giải khá là rộng. 640 đến 689.5 MHz. Nhiều anh em cứ bảo là giải tần số sạch, thực ra là nhiều người bán hàng nhưng mà cũng chẳng hiểu gì về cái vấn đề cái tần số sóng điện từ ấy. Sạch là ở đây là sạch như thế nào, chứ còn không có cái giải nào gọi là giải sạch cả. Trong cái môi trường sống của chúng ta thì sóng sánh giải nào cũng có, giải nào cũng có. Sóng wifi rồi đủ các loại sóng, rồi sóng mic nhà mình thì lại còn có cả sóng mic ở nhà hàng xóm đấy. Nên là không phải là giải sóng sạch, mà là khi mà giải nó rộng và mic nó có cái chức năng nó dò cái tần số sạch ấy, thì tức là cái tần số mà nó không bị nhiễu động nhiều bởi cái môi trường xung quanh ấy, thì đó là cái tính năng của cái mic, tức là dò tần số sạch, chứ không phải là cả cái giải sóng sạch là không phải quý vị nhé. Tại vì không có cái giải nào là cái giải sạch cả, tại vì giải nào cũng có thiết bị điện tử. Ở Việt Nam thì có cái bộ thông tin và truyền thông ấy, thì phải đăng ký với bộ cái đó về cái tần số vô tuyến điện ấy, để nó không ảnh hưởng đến các cái thiết bị viễn thông, không ảnh hưởng đến bên quân sự. Người ta sẽ dùng cái giải khác, bên viễn thông người ta sẽ dùng những cái giải khác, và những cái micro như này thì nó phải dùng cái giải khác. Nhưng tuy nhiên là có vô vàn những cái thiết bị về hàng tàu, mà rất là nhiều các thiết bị khác người ta tần số nó linh tinh, nó chèn lên nhau, thì nên là những cái mic về sau này thì nó sinh ra là dò tần số sóng sạch, chứ không phải là cả cái giải sóng sạch. Đó, thì giao lưu với quý vị một chút về cái vấn đề sóng sánh của cái mic này. Đó, nói chung tay rất là đẹp này. Và cái anten này ở đây này, trên cái anten này thì mình thấy có một cái cải tiến là nhìn cái chân rắc nó làm inox này, nhìn trông nó cũng xịn sò, đẹp hơn. Anten thì cái thân anten này trông vẫn vậy, nhưng mà mình nhìn cái chân rắc này nó đẹp hơn này. 640 đến 690 MHz này. Đó, có giải tần số ghi ở trên anten luôn này. Các cái phụ kiện thì rất là cơ bản thôi. Chống lăn này, dây hai đầu 6 ly này, dây hai đầu 6 ly bây giờ cũng có cả tem QC luôn, dây cũng xịn luôn. Chống lăn này. Bốn hòn pin này. Pin thì không quan trọng, pin này thì anh em cứ mua pin con thỏ lắp vào là được nhé. Đôi khi là bán mic mới nhưng mà bỏ ra test quên không bỏ pin vào ấy. Tại vì trước khi gửi hàng là bên mình cũng hay phải test trước, gửi cho khách quên không bỏ pin vào này. Cái hộp nhỏ nhỏ này thì là có một cái cục nguồn, nói chung là phụ kiện thì sẽ đầy đủ hết. Cái cục nguồn giờ trông nó cũng xịn sò hơn. Cục nguồn này là 12W, này. Và cái giải nó hoạt động rất là rộng nha. Giải nó từ 100 đến 240V này. Tức là khi mà sử dụng cái cục nguồn xung như này thì ở những cái vùng điện yếu thì cái mic nó sẽ không bị nát tiếng, nó đỡ nát tiếng. Chứ còn nếu mà quý vị sử dụng cái cục nguồn cơ, cái cục nguồn mà nguồn biến thế mà cầm nó to bằng nắm tay, cầm nó nặng ấy, thì điện yếu thì mic nó sẽ nhòe hết tiếng, sẽ không thể nào mà hát được. Như là các cái cục nguồn xung như này nhá. Đó, một cái cục nguồn nhà sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề như là điện yếu. Như là mình làm ở hội đình làng ấy, điện yếu như vậy cốt ngắt đẩy ngắt nhưng mà mic nó không ngắt đâu. Tại vì do là cái con nguồn này thì nó có auto vol. Đó. Quay trở lại về cái màn hình đầu thu thì rất là đẹp. Vừa nãy thì mới bóc ra thì quý vị có thể nhìn thấy là cái màn hình này trông nhìn cảm giác nó không được bóng lắm, đúng không? Nó không được bóng lắm thì cả, nó có vết này. Đây là ví dụ mình lấy cái móng tay nhá, mình cào lên đây nó thành các cái vết này. Đấy, nó thành các cái vết này. Nhưng mà đừng lo quý vị ạ, đây không phải là màn hình của nó màn hình thật nó đâu. Màn hình nó ở bên dưới cơ.
Đây này, vừa lấy thì DVH thì có bóc thử một tí này. Đây quý vị cần nhìn này, đấy màn hình nó có thể soi gương được như này cơ mà. Đó. Màn hình nó có thể soi gương được luôn, sáng quý vị nhớ không? Sáng rất là đẹp đây, so bên này với cả bên này. Thì đây nó có một cái lớp giấy dán để nó bảo vệ màn hình nhé, nhưng mà thôi mình sẽ không xé ra nữa để mình dán vào đây để cho các bác mua hàng về thì sẽ tự tay xé cái giấy này ra sau. Chứ không phải là mình quay lên là mình bên mình là chuyên hàng mới nên là quay lên anh em bảo là sau cái màn hình bên này bán nhìn trông nó không sáng như bên kia, thì bên họ bán karaoke họ hoặc là họ xé ra rồi họ quay cho nó đẹp, còn nó bên mình là bên mình chưa xé để quý vị về tự tay bóc siêu. Dạng kiểu như mua điện thoại, mua đồ công nghệ về tự tay xé siêu ra thì nhìn trông nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nói chung là cái màn hình nó làm bằng cái vật liệu này, nó dạng kiểu như mica hay là cái gì đó, nó soi gương được luôn, nó bóng nó đẹp lắm. Đó, soi gương được, rất là bóng. Nói chung là logo DB này, nói chung là hàng hãng bao giờ cũng vậy. Hàng hãng thì họ làm nét căng luôn. Và cái phân khúc này thì nó định vị ở trong cái phân khúc là đi làm được các cái chương trình nhỏ nhỏ, các cái chương trình ví dụ các bác đi làm các chương trình đám cưới và các cái show nó nhỏ nhỏ. Còn đương nhiên là những cái show to thì không bao giờ người ta sử dụng những cái mic tầm tiền như này, người ta sẽ phải sử dụng những cái bộ mic nó hàng chục triệu hoặc là lên đến vài chục triệu cơ. Còn những cái phân khúc như này thì vẫn gọi là rất là đỗi là bình dân thôi, để cho anh em đi làm show thôi. Đấy, tem của DB này, tem hông này, tem nắp trên này, tem nắp trên này, tem kích hoạt bảo hành điện tử, tem QR ra phía sau. Về mặt sau thì nhìn chung thì giữa các loại mic thì nó cũng không có nhiều thay đổi đâu quý vị. Các cái loại mic thì mặt sau thì nhìn trông nó cũng đều na ná như nhau, nó rất là cơ bản thôi. Rắc cắm nguồn ở đây thì họ có ghi rõ nhá, DC 12V đến 14V, tức là hoạt động tốt ở trong cái giải điện áp này này. Hai cái rắc ba lan ke để gửi tín hiệu ra mixer này, và cái rắc 6 ly này là để cắm ra vang, vang cơ hoặc vang số. Hoặc âm ly thì sẽ sử dụng cái chân kết nối này. Còn nó mixer, cắm vào mixer thì cắm bằng cái chân này thì tín hiệu sẽ mạnh hơn này. Hai anten cắm ở đây này, IMEI mã vạch này. Đó, nói chung là rất là đẹp. Nhưng mà nhìn bộ mic nhìn trông là ngã bao giờ cũng vậy. Nhìn nó làm nó khá là khôn quý vị nhé. Khá là khôn, nó đẹp từ cái đầu thu, nó đẹp đến cái tay mic. Nói chung là mọi thứ nó đều đẹp. Mọi thứ nó đều đẹp luôn. IMEI mã vạch ở trên hộp thì đầy đủ luôn, nó rất là đẹp. Đó, thì ở cái chương trình ngày hôm nay thì DVS chỉ giới thiệu qua cho quý vị là có cái sản phẩm mới về hàng thôi. Và để test thử cái này thì mình sẽ làm ở những cái clip khác, mình sẽ ghép vào những cái dàn đồ và mình sẽ test thử sau. Nhưng nói chung là cái mic này thì chắc chắn là sẽ rất là ok này. Tại vì trước đây cái mic 550 Pro ngày xưa nó rất là thành công. Con mic đó rất là thành công, rất là ok. Và cũng có nhiều đơn vị làm nhái cái mic đó. Nên là có một thời gian là DB ngừng sản xuất để phát triển lên cái sản phẩm mới. Tại vì cái sản phẩm đó nó bị nhái nhiều quá rồi. Nên là bây giờ thì nó mới cũng là cái lý do mà bây giờ nó ra 650 Pro, IMEI mã vạch các thứ đầy đủ luôn quý vị nhé. Tiếng nó rất là ngon. Cái mà mình thích ở cái mic này này là cái giải trung trầm nó, tức là nó không quá nhiều cái giải trung trầm ấy. Thì khi mà chúng ta hát lên những cái dàn loa lớn ấy, những cái dàn loa lớn ấy, thì cảm giác cái tiếng bass nó sẽ không bị cái kiểu cái tiếng bass hoặc là cái tiếng nói. Những người nào mà giọng kiểu giọng mình hay gọi là giọng thuốc lào, giọng nó bass nhiều thì mình nói mà thì nó sẽ không bị nhiều cái hiện tượng là nó bụp nó ra cái loa trầm ấy. Và cái mà mình thích ở cái mic này nữa là cái phần lời từ con này thì rất là tốt luôn. Tại vì mình hát cái mic 550 Pro ngày xưa mình hát quá nhiều, mình báo rất là nhiều. Về cái phần lời và cái phần tép nó thể hiện rất là tốt, nhất là cái giải tép ấy. Cái giải tép thì cái tiếng xì cái giải mà trên 8k, trên 8 kHz, không phải cái mic nào nó cũng ra được đâu. Ví dụ như là quý vị sử dụng các cái mic mà rẻ rẻ, tại sao những cái tiếng xì của những cái mic rẻ nghe nó rất là điêu, nghe nó kiểu gì, nghe nó cứ xoẹt xoẹt kiểu gì ấy. Mà tại sao quý vị đi xem những cái chương trình ca nhạc, những cái live show ấy, nghe cái tiếng xì của ca sĩ ấy, tại sao họ xì nó rất là mịn và nó tơi cực kỳ luôn. Xì ở đâu mà ra? Đương nhiên là đầu tiên ở cái củ mic, ở cái côn mic nó phải thu được cái tiếng xì đó đã này. Tiếp theo là vào cái vỉ ở trên cái tay mic, nó chuyển đổi từ cái tín hiệu analog sang cái tín hiệu digital, bắt đầu nó gửi sóng sang cái đầu thu. Từ cái đầu thu ở trong cái bo mạch ở trên đầu thu nó xử lý và bắt đầu người ta sang cái bàn mixer của người ta. Và tất nhiên cái tiếng xì thì nó là cái sự tổng thành của khá là nhiều yếu tố. Đầu tiên là người hát cái giọng tốt, biết xì này, côn mic, tay mic, đầu thu mic này, và sang mixer thì xử lý equalizer của mic này, rồi là cái tiếng reverb thì nó sẽ vớt cho cái tiếng xì rất là nhiều, nó sẽ là cứu cánh cho cái tiếng xì cực kỳ nhiều. Nếu mà không có reverb thì gần như là không thể nào mà xì được luôn, nhưng khi có reverb là thì nghe cái đuôi xì nó sẽ rất là tơi.
Và tiếp theo là ra cái hệ thống loa. Hệ thống loa thì đương nhiên là những hệ thống mà nó đáp tuyến nó tốt, nó ra được những cái giải rất là cao, đến 12-13k chẳng hạn, thì đương nhiên là cái tiếng xì nó ra thì nó quá là phê rồi. Đó là trên những cái hệ thống nhiều tiền. Còn ở đây thì mình chỉ dùng cho những cái hệ thống âm thanh cơ bản thôi. Thì đương nhiên là mình sẽ không thể nào mà mình xì được như những cái ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà ý mình nói là đầu tiên là cái mic nó phải thu được cái tiếng xì đã, thì anh em mới hãy nghĩ đến cái tiếng xì. Chứ còn nếu cái mic của anh em còn chưa tốt, còn chưa thu được ấy, thì đừng bao giờ nghĩ đến những cái tiếng xì như vậy. Những cái tiếng xì như vậy thì nó cần những cái mic kiểu như vậy, kiểu như này. Các bác đi làm mà cứ mua mấy cái mic karaoke gia đình 2-3 triệu, xong rồi bảo DVH thì em chỉnh cho anh nó kiểu như em chỉnh ấy. Tại vì cũng nhiều bác khách cũng chuyển những cái dàn đến nhờ mình setup, thì mình cũng thẳng thắn mình phải bảo luôn là tức là với cái hệ thống như này, với cái mic như này, với hệ thống dàn máy và loa như này thì mình chỉ chỉnh cho nó bớt dở được thôi, chứ không thể nào mà chỉnh cho nó hay được. Đó, để mà hay thì nó cần rất là nhiều yếu tố, nên là đó quý vị ạ. Nếu muốn hay thì phải dùng những cái mic nó phải ok một chút xíu, tránh tình trạng là anh em mua mấy cái mic 2-3 triệu xong rồi bảo là chỉnh như em hát mọi ngày, ý là thôi là em cũng chịu thua luôn, em bó tay luôn. Bó tay luôn để giao lưu một chút quý vị nhé. Tay mic thì thuôn dài đẹp, cầm khá là chắc tay. Và cái mic này thì nó thiết kế mình cũng không hiểu tại sao nữa, cái phần cổ mic này thì nó cố tình nó làm lõm lõm ở đây đi một chút, thì mình sợ là cái chống lăn nó lắp vào đây nó sẽ khó này. Cái chống lăn lắp vào đây thì nó hơi lọt. Mình không hiểu tại sao nhà hãng lại thiết kế như này. Đây, quay có thể quay cho khán giả xem gần hơn được không? Đây, tay mic này, đây quay ra bên này nhé. Rồi cái màu này thì mình rất là thích. Màu này, cái chụp mic này khá là thích. Rõ này. Chuôi mic thì nó làm bằng nhựa và nó làm hình kiểu như hình lục giác ở đây luôn này, để nó đỡ bị lăn ấy. Tức là cái chuôi này nó kết hợp với cả cái chống lăn, nó sẽ đỡ bị lăn, và cái chuôi này nó là cao su mềm nhé. Quý vị có thể nhìn thấy là mình có thể bấm cái móng tay mình vào đây nó có vết luôn. Cao su mềm. Quý vị biết nó mềm để làm gì không? Tại vì nếu mà nó cứng ấy, thì khi nó rơi nó sẽ vỡ chuôi. Và họ làm cao su mềm thì khi cái mic bị rơi thì nó sẽ giảm thiểu cái sự đau thương hơn. Đơn giản là vậy thôi, khá là đẹp. Trong cầm cũng khá là vừa tay, cầm thích phết. Và cầm mic thì quý vị cũng nên chú ý là cầm thì chúng ta nên cầm kiểu như này. Nếu mà cầm kiểu chắc chắn tí thì kiểu anh em con trai cầm sẽ cầm như này, còn đội nghệ sĩ họ cầm họ hay kiểu cầm kiểu ngón tay nó như này. Quý vị cứ để ý cái dân chuyên mà xem, họ không bao giờ họ cầm mic kiểu như này hay là kiểu như này đâu. Đây chỉ mấy ông đi hát karaoke, đi hát vịn thôi, cầm mic hay kiểu thế này này. Đó, thế này này. Nói đây giao lưu vui vui thôi, các bác đừng tự ái nhé. Cầm mic mà kiểu như này này thì người ta đánh giá luôn là dân không chuyên, không biết hát. Không ai cầm mic cái kiểu này, cầm mic kiểu như này nó sẽ ù, nó rít mic. Tại vì nó bị cộng hưởng ở trong cái tay, tức là tay mình nó bó kín cái côn mic này. Nó sẽ cộng hưởng ở trong, nó sẽ ù, nó rít mic không thể nào mà hát được. Kể cả cầm, quý vị biết tại sao ở trên này là cái đường để không khí nó đi vào, để cái âm thanh mình đi vào, và phía dưới là để nó thoát ra quý vị nhé. Kể cả quý vị cầm ở đây, không bịt phần trên nhưng bịt phần dưới, tiếng nó vẫn bị khác, tiếng nó vẫn bị nó kiểu bục kiểu gì ấy. Nó không thoát mic đâu. Cầm như này thì nó còn càng không hát được quý vị nhé. Nên là chú ý là chúng ta cầm thì chúng ta hay cầm ở phía này đổ xuống. Cầm nếu mà ít nhất là phải cầm như này, hoặc là mình mà hay cầm mic hát là mình hay cầm nó lọt hẳn xuống dưới này cơ. Cầm này, một ngón tay như này, ngón tay như này, nhìn trông nó thanh cảnh, nó nhẹ nhàng hơn. Chứ nhiều người cầm nó cứ thế này nhìn trông nó kiểu gì ấy. Mình không hiểu tại sao nó họ lại cầm mic như này nữa. Nhưng mà nói chung là nhìn cầm mic như này thì nó sẽ vẫn thanh cảnh hơn, thanh cảnh nhẹ nhàng hơn quý vị nhá. Rất chuyên thì họ hay cầm như này. Ok, giao lưu với quý vị một chút xíu thôi về cái mic này. Nhìn chung là rất là đẹp, và cái mức giá này nó khá là hấp dẫn, khá là dễ để cho các bác tiếp cận. Và đặc biệt là sản phẩm chính hãng thì sẽ được bảo hành 2 năm. Bảo hành 2 năm quý vị nhé. Bảo hành 2 năm cho quý vị an tâm trong quá trình sử dụng. Lỗi thì sẽ được đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên. Nói chung là mình sẽ hỗ trợ khách hàng hết đất. Đó, rất là đẹp. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này luôn. Bảo hành 2 năm, giá cực kỳ hợp lý. Ok, thì clip này thì mang cái tính chất là giới thiệu có sản phẩm mới về thôi. Và nó hẹn gặp lại quý vị ở trong những cái chương trình lần sau, thì mình sẽ dựng full dàn lên, và mình sẽ test thực tế cái mic này sau, sẽ test sau. Nó chắc chắn là sẽ rất là ok rồi, tại vì hàng hãng bao giờ cũng vậy. Hàng hãng này không bao giờ làm anh em thất vọng. Rất là đẹp. Nói chung là mình nhìn cái màn hình đầu thu mới này trông đẹp hơn hẳn so với cái đầu thu ngày trước luôn. Nhìn cái màn hình nó làm to, và cả cái mặt này nó dài hết từ bên trái qua bên phải này. Nó làm bằng cái miếng kiểu như là cái mica hay cái gì ấy, nó bóng, và nó bóng nó xoay gương được luôn. Đó.
mặt mic thì làm bằng nhôm, nhôm cao xước này, có hai cái tai này, hai cái tai này. Thiết bị chuyên nghiệp nó hay làm các cái tai này. Hai cái tai này. Với cái thiết bị karaoke thì hai cái tai này nó không cần, tại vì người ta không bắt vào tủ máy, nhưng mà với cái thiết bị chuyên nghiệp thì người ta bắt ốc vào tủ máy và người ta có cái này, cái tai này để kéo ra kéo vào, và đôi khi nó cũng là kiểu nó trang trí, nhìn trông nó xịn sò hơn, rất là đẹp, rất là đẹp. Và quý vị biết hai cái lỗ hai bên này để làm gì không? Để nó bắt cái anten nối dài. Tức là với một số anh em đi làm chương trình, anten họ để ở phía trước, họ để ở phía trước thì họ sẽ có một cái dây nối, sẽ có một cái dây nối này, nối từ anten này, nối qua đây, và nó sẽ có một cái rắc kết nối, một cái rắc kết nối nó sẽ lồng vào đây, và họ sẽ xoáy rắc vào và cái anten. Lúc đó cái anten nó không phải là bắt ở đằng sau này nữa, mà anten nó sẽ bắt ở phía trước này. Anten bắt ở phía trước và nó sẽ để gập lên như này. Quý vị cứ đi xem live show, xem một số các cái chương trình sẽ thắc mắc là tại sao anten nó không bắt ở đằng sau, nó bắt ở đằng trước. Có ý đồ cả quý vị nha. Còn ý đồ như nào thì mời quý vị tìm hiểu thêm sau. Ok, clip này DVS xin phép dừng lại tại đây. Chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những chương trình lần sau nha.